Học lớp 1, con tên gì? Con tên Quý Trần. Quế Trân, con. Nguyễn Thị Văn Lý. Anh với chị là có mấy người con? 4 đứa, mà nó đi nó dắt hết đứa. À, chị đi dắt hết, chị bao nhiêu tuổi rồi? Nó hôm nay 30, 31. 31 tuổi? Dạ. Anh là 44. 44. Chị đi lâu chưa anh? Đi nay cả năm rồi anh. Chắc mọi người vẫn còn nhớ hình ảnh một người đàn ông phải gồng gánh nuôi ba người con của mình sau khi vợ bỏ ra đi, phải chịu cảnh gà trống nuôi con sống trong căn nhà một nát. Vậy mà anh vẫn cố gắng nuôi cho hai đứa cháu nhỏ ăn học từng ngày. Hình ảnh đó đã lấy đi rất là nhiều nước mắt của cô chú anh chị cũng như những người đã xem video clip cách đây 2 năm. Và sau đó một thời gian, cũng như ước mơ của anh đã được mọi người chung tay nhau giúp đỡ, không những có một ngôi nhà mới khang trang ấm cúng che nắng che mưa cho cả gia đình, mà anh còn được mọi người chung tay giúp đỡ cấp vốn làm ăn. Và hôm nay cũng vừa tròn 2 năm Bùi Hồ quay trở lại thăm hoàn cảnh anh Sang, một ngôi nhà giữa đồng của ba cha con sau gần ấy thời gian, để xem và tìm hiểu xem cuộc sống hiện tại của anh đến thời điểm này như thế nào nha. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp. Ngày hôm nay thì là một thời gian cũng khá là lâu, Bùi Hồ quay lại hoàn cảnh của anh Sang, một người đàn ông gà trống nuôi con sống trong một cái căn chòi giữa đồng. Anh có mấy người con? Dạ ba người con. Ba người con hả? Dạ. Sao nhà mình ở giữa đồng này là sao anh Sang? Tại hồi đó này, của ông già vợ rồi ông ở đó, rồi giờ còn có cái nền không? Có cái nhà khỏi phải bị tạt. Khỏi phải bị tạt hả? Tối ngủ mưa tạt nhiều không con? Nhiều. Nhiều hả? Ôi sao con khóc luôn rồi? Con buồn sao con nói chú nghe với? Hả? Ôi, tự nhiên nước mắt của con lưng tròng luôn rồi kìa. Con nhớ mẹ mình không? Nói chuyện, Lý, nói chuyện cho chú nghe ơi. Con nhớ mẹ mình không? Nhớ. Con nhớ nhiều không? Có bị chỗ mình ngủ nó có bị tạt không? Dạ có. Tạt nhiều không con? Dạ nhiều. Nếu như mưa buổi tối thì con có ngủ được không? Không. Thôi nói chuyện mà khóc luôn rồi. Bây giờ chú cố gắng vận động là cất cho con một cái nhà mới cho nó không mưa gió nữa, con chịu không? Chịu. Con vui không? Vui. Và sau đó thì được mạnh thường quân giúp đỡ, có một số vốn làm ăn nè, và thậm chí là xây một cái căn nhà tường khá là hoành tráng luôn. Hai cái con bò này bây giờ là cái anh ở ngoài Canada giúp vốn về đây, là chú này là mượn tôi mua giùm hai con bò. Dạ. Nếu mà hai con bò này á, theo tôi có nuôi bò gầu á là tôi biết, mà chú làm ăn là sao mà có gạo là chú sống. Còn hai con bò này chú nuôi cỡ khoảng 3 năm, mẹ đẻ con đẻ. Dạ. Là chú phải khá giả. Dạ. Ăn á, cho khá giả đi, mà bây giờ theo ý tôi là chú phải gán mằng. Dạ. Hai con bò này á, chú gán mằng cho đủ ăn đi. Hai con bò này chú 3 năm sau nữa là chú nằm ở dạng khá giả. Dạ. Dạ. Tháng qua đi ơi. Dạ. À, ăn mừng cũng được cái gì ở cái nhà mới thôi. Giờ chúc anh em dùng với anh em một chung rượu với chúc cô bác cho anh chị với mạnh thường quân rồi giúp đỡ cho Sang về về nay cũng rất quá vui quá mừng. Nay mình cũng mời anh em lại tới dùng với Sang chung rượu. Hôm nay thì gặp anh vẫn đang lao động cho một người hàng xóm ở gần đây nè. Và công việc anh làm là đang giúp đất à. Và bây giờ thì để hiểu thêm về cuộc sống của anh và hoàn cảnh hiện tại của anh như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Chào anh Sang. Dạ. Khỏe hả anh? Khỏe. Cho em đeo cái mít vô cái ha. Này giúp đất hả? Ngay đoạn mặn cho anh ta nè. Ừ. Ngày nhiêu anh?
mà mận được ngày được 300. 300 hả? Dạ. 8 tiếng. Dạ. Hôm nay làm được mấy ngày rồi anh? Không gậy, không có làm, mới làm hôm nay. Mới làm bữa nay hả? À. Cái này là dứt nguyên, cái này là khi mấy ngày mới xong? Thì có 1 ngày, 2 ngày nữa rồi. Vậy hả? Mấy ngày trước đây là mình làm cái công việc gì anh Sang? Trước ngày ở nhà cắt cỏ cho bò ăn chứ mấy cái này không có làm. Dạ, hai cái con bò đúng không? Dạ. Nó bự chưa? Bự rồi. Vậy hả? Nghe nói là hiện nay là mình còn một con hả? Dạ, còn con. Ừ, con kia mình bán được nhiêu? Hôm đó bán được 22 triệu. Dạ. Sao bán anh? Tại mận kinh tế heo eo hẹp rồi, với hai nữa mấy nhỏ ăn học nè. Dạ. Không đủ tiền đăng cho nó đi học. Bán lâu chưa? Nay cũng lâu rồi. Ừ. Thì hiện nay bán thì sử dụng hết nhiêu, còn tiền không anh? Dạ, cũng còn xây sở được. Dạ. Dạ. Ủa sao mà mình không cho nó đẻ mà mình bán? Tại vì con gái đó nó thấy nó gái với hai nữa mình không có tiền cho nó mấy nhỏ học nè. Ừ. Bán bớt con. Ừ. Thì sao mình không mua lại cái con bò nghé để mình, hoặc là cái con bò nhỏ này á, để mình nuôi dỗ béo nó. Tại vì có mình một rồi mần với thì chứ không ai cắt cỏ rồi nè. Dạ. Bán bớt cho nó khỏe, đi mặn đồ này kia về cắt cỏ đồ rồi đỡ chút. Ừ. Thì bây giờ mình mua lại con bò nghé nhỏ được rồi. Dạ. Cuộc sống mình hổng gầy như thế nào anh? Cũng mặn, cũng sống lại mặn cũng đã gai vậy đó. Ừ. Đủ ăn hàng ngày. Ừ. Có dư giả gì không? Cũng không có dư. Bé Lý học với lại bé Trân học mấy rồi? Trân học lớp 7 rồi, Lý học lớp 3 rồi. Lý học lớp 3 hả? Dạ. Trân thì học lớp 7. Dạ. Học giỏi không anh? Cũng được chứ không có giỏi không. Dạ. Ai nấu, đi làm gì ai nấu cơm? Sáng nấu cơm rồi cho nó ăn rồi cái mình đi làm. Dạ. Còn làm gần gần ở đây thì không có đi học thì đi theo cha chơi. Dạ. Sáng kêu nó ở nhà đi, nó ở nhà làm gì thôi. Đi chơi. Ờ. Vậy trưa nấu cơm ăn rồi, trưa nay về là ba cho con cùng ăn. Ừ. Vợ con gì có vợ có điện hỏi thăm anh không? Dạ không. Không hả? Dạ. Còn Dương đang làm gì anh? Dương đó, vợ đi theo mẹ nó đi làm gì đó không biết luôn đó. Dạ hả? Dạ. Rồi có gửi tiền về cho anh không? Không. Không hả? Nhà vợ mận có mấy cha con sống vậy. Ờ. Rồi mỗi lần đi học là còn đi đường đồng xa không? Còn đi cũng vậy đó. Ừ. Cũng lộ đi đường này hay là đường đằng kia lộ vô? Đi đường tuốt chơi đi ngoài kia. Ờ. Lội cũng cực chứ. À, giờ tao trồng mít quá trời luôn, lội vòng 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 theo bờ mít đó. Ừ. Em ủa sao mình không bán vé số rồi cho nó ổn định hơn tí anh Sang? Bán vé số thì ở nhà còn bò bọn đồ này kia với mấy nhỏ đi học không ai đưa rước nè. Ừ. Khó khăn. Ừ. Nhà vừa mặn vừa đi cắt cỏ cho bò ăn thôi. Ừ. Cơm nước đưa đi học nữa. Với đất về đến mấy giờ mới xong việc? Mới hết giờ làm? Tới 11 giờ. 11 giờ hả? Chiều 2 giờ dứt tiếp. À. 2 giờ hay 1 giờ? Khi 1 giờ nhiều khi 2 giờ. 2 giờ thì dứt đến 6 giờ hả? 5 giờ. 5 giờ. Dứt gì không quen chắc dứt không nổi đâu. Trời có gai nắng dữ lắm. Mần tranh thủ mần sớm vậy đó. Bao lâu rồi em mới quay lại anh ta? Cũng khá lâu lắm đúng không? Này cũng cả năm ạ. Ờ. Năm mấy rồi? Năm mấy rồi? Mỗi ngày chi tiêu gia đình của mình hiện nay là bao nhiêu tiền anh? Nó đi học là ngày
50 ngàn. Ừ. Xăng ăn uống rồi luôn 50. Ừ. Hôm trước em nhớ là mình có chiếc xe gắn máy nữa mà còn không? Còn. Còn đưa nó đi học đâu này kia rồi về cắt cỏ đó. Ừ. Trân ơi, ở Lý con kêu chị Hai qua bên đó ngồi đi cho mát. Để chú Hồ hỏi thăm cho cô bác của anh chị biết coi. Trân ơi, để em qua hỏi thăm hai đứa bé ơi. Rồi học hành sao rồi? Ơi, chào Trân, con biết chú không? Biết. Chú tên gì? Chú tên Hồ. Chú tên Hồ. Năm nay con học lớp mấy rồi? Năm nay con học lớp 7. Con học lớp 7. Học vừa rồi được mấy? Học vừa gọi được mấy phẩy? 7 phẩy. Vậy hả, có học trường nào? Trường trung học cơ sở thị trấn Nha. Ừ. Rồi đi học thì sao? Ai đưa đi? Cha đưa. Cha chạy xe đưa đi hả? Dạ. À. Còn Trân là học Lý là học lớp mấy rồi? Dạ, con học lớp 3. Con học lớp 3. Lúc mà chú Hồ gặp con là con học lớp mấy ta? Con không nhớ. Hình như lúc đó là lớp 1 hay gì đúng không? Đúng không? Đúng. À, bây giờ là lớp 3 rồi. Có được làm lớp trưởng gì không? Không. Không. Là ở trong lớp làm gì? Học như ngày là ba mẹ cho nhiêu tiền? Ồ, ba cho nhiêu tiền? Cha. Cha cho con 10 ngàn đi học mà. Ừ. Ăn gì? Mua kẹo cho chị ba nội không là 5 ngàn rồi. Ừ. Cái gì nữa? Láo. Còn 5 ngàn con mua đi trà sữa con uống luôn. Con học buổi sáng hay buổi trưa? Sáng chiều. Sáng chiều luôn. Mỗi một ngày là tổng cộng là bao nhiêu tiền cha cho? 15. 15 ngàn. Chắc 15 chưa? Chắc 15 chưa? 15 còn 25 luôn. Rồi con là nhiêu? Ngày con ăn 10 ngàn. 10 ngàn hả? Dạ. Lớp ăn gì? Mua nước uống rồi. Mua nước uống rồi. Ăn cơm ở nhà hay gì? Dạ. Ở nhà có làm cái công việc gì phụ cha không? Ừ. Con làm công việc gì nói cho chú không? Không? Nấu cơm, đặt đồ. Ồ, biết nấu cơm luôn. Ừ. Ừ, có biết làm đồ ăn không? Dạ. Có biết quét nhà không? Dạ biết. Có quét nhà thường xuyên quét nhà lau nhà không? Hả? Lâu lâu Lý quét, lâu lâu con biết. Dạ hả? Con biết giặt đồ luôn hả? Dạ. Lý biết giặt đồ không? Dạ biết. Biết giặt đồ luôn. Giặt đồ cho mình hay là giặt đồ cho ba? Con giặt cả hai. Cả hai luôn hả? Có giặt đồ cho chị hai không? Không. Sao vậy? Chị ba chửi con. Ôi, chị ba chửi thì sao? Nó lì con mới la nó chứ vậy. Hả? Con không giặt đồ cho cái chị ba tán con. Ờ. Con quýnh ở nhà con có thấy nè. Có. Nhưng mà vậy là hai chị em là ba đưa đi học được hay sao? Dạ. Đi chung xe hay sao? Dạ. Là đưa Lý trước rồi mới đưa Trân đi học. Chưa, cha đưa con đi xong cứ Lý về. Ừ. Là thời gian mà đưa con đi học không là ba cũng cha cũng hết thời gian rồi đúng không? Rồi làm đồ ăn là ai làm? Cha làm. Con chỉ bắt nồi cơm lên, quét nhà, lau nhà, giặt đồ rửa chén. Dạ. Bây giờ biết chiên trứng cái gì chưa? Dạ biết. À, có khi nào ở nhà cha kêu là chiên trứng không? Có, đâu con chiên cơm. Con chiên cơm. Rồi biết làm nấu mì không? Dạ biết. Biết kho trứng không? Không. Biết luộc trứng không? Dạ biết. Nhớ chú Hồ ngày xưa ở trong này không? Nhớ. Nhớ hả? Thì sao không nói ba điện cho chú Hồ? Cha đi bị gió điện thoại không mất cái số rồi. Mất số rồi hả? Dạ. Nhớ, có nhớ hết chú Hồ đi vô đây là bao nhiêu năm rồi không? Năm giờ học lớp 6 luôn á. Lúc đó học mới lớp 5 mà. 2 năm rồi. Đúng không? Dạ. Ừ. Lúc đó là còn nhỏ xíu à. Còn đi bắt cá nữa mà. Có nhớ đi bắt cá không? Nhớ. Ngồi mất chân nhớ. Hôm nay ở nhà thì có còn bị dột mưa giống như ngày xưa không? Không. Không hả? Và êm không? Ừ. Có mời bạn vô nhà chơi không? Không. Ừ. Hả? Dạ không. Sao hả? Ở nhà có nhà bạn sao á. Con lội bộ đi từ ở trong nhà mà giữa đồng đó, con lội bộ ra tới ngoài ngoài đường để mà đi học á là bao nhiêu phút? 15 phút. Mười lăm phút. Dạ. À, mỗi chân không?
Dạ. Sao mình không vợ ở nhà mình ra gần ngoài đường hả? Hả? Đâu phải người khổng lồ đâu. Cái gì? Nhớ mẹ không Trân? Mẹ mới về quá chứ. Gì hả? Mẹ có cho tiền không? Không. Không có cho tiền hả? Mẹ có hỏi thăm gì không? Mẹ về à? Có, lâu lâu rồi có. Ừ, mà không có cho tiền. Có hỏi mẹ đi làm gì không? Không, mẹ nói mẹ đi làm công ty vậy á. Ừ. Con nhớ mẹ không Lý? Không. Sao ạ? À? Mẹ với ba là thương ai nhiều? Cha. Thương cha vì sao? Cha cho tiền con đi học, còn mẹ không có cho. Vậy hả? Cha đưa đi học đó đúng không? Hôm qua thì nhà mình ăn cơm với gì? Cá kho. Cá gì kho? Cá chê kho. Ba mua hay sao? Dạ. Vậy hả? Ba mua hết nhiều tiền biết không? Cha đi chợ rồi chứ con đâu có đi chợ đâu con biết. Ờ, đâu đứng lên coi bữa nay nhìn con với lại chị hai ai cao hơn. Xin chào ai? Xin chào chú Hồ chụp với mình ơi, cười lên ơi. Dễ thương dữ ta, muốn nói lời nào với cô bác với anh chị không? Cảm ơn cô bác với anh chị giúp cho cha con. Ừ. Lý. Rồi. Đâu coi găng còn có súng găng không nhân găng ơi. Rồi, cố gắng hay con với lại cố gắng hai chị em cố gắng học hành nha chưa? Dạ. Ừ, mai mốt chút. Bây giờ mới hơn 7 giờ, gần 8 giờ mà nóng kinh khủng hơn ha. Quá trời nóng. Dạ. Lao động này thì ngày có ngày nghỉ hơn sao? Dạ. Bấp bênh đúng không? Bên lắm, có nhiều khi một tháng trời cũng không có mặn nữa. Rồi không mặn đó làm gì? Cũng ở nhà đi cắt cỏ, đưa mấy nhỏ đi học vậy đó. Rồi tiền đâu mà đưa cho mấy bé học? Thì cũng mần cái này chạy cái này đắp cái kia vậy đó. Cũng khổ hơn. Có khi nào mình cảm thấy mình buồn khi mà có mình lo hết mọi chuyện trong nhà, không có vợ con gì đâu, không anh Sang? Cũng không buồn gì giờ. Có mấy đứa con đó thì sáng nữa đi rồi cũng đi về, có mặn này mặn kia, ai kêu gì mặn ấy vậy đó. Có tính lấy vợ không? Không tính thật vậy luôn à. Sao không lấy? Thôi mò lò mấy đứa con cũng chết ở đó, vợ con gì nữa. Vậy hả? Không tính lấy vợ? Không. Rồi vậy với con luôn đi. Vậy với con luôn. Mai mốt già ai nuôi? Mấy con nuôi. Con. Hôm nay thì gặp lại anh thì thấy đang lao động gì thấy cũng vui. Nhưng mà cuộc sống mà phải có lao động thì nó mới có tạo ra đồng tiền, mới có sức khỏe rồi nó mới vui vẻ trong cái cuộc sống được. Dạ. Dạ, mà thương anh cái là anh vẫn ở dậy để nuôi hai đứa con ăn học mà. Nghe hai bé kể là mỗi ngày là đi học không là tồi, tiền học không là khoảng 50 ngàn ha. Dạ, 50. 50 ngàn là tiền cơm nước nữa. Dạ. Cơm nước là ngày nhiêu nữa? Tiền mua đồ ăn đồ này kia, còn nhiều khi mình ở nhà ở không mình đi kiếm đồ ăn. Ừ. Đi bắt cá đâu? Câu cá, bắt cá, rồi chài. Ừ. Nhưng mà gạo thì sao, người ta có thường cho mình không? Cũng lắm lúc có, lúc không. Có thì mình đi mua ăn. Ừ. Ngày nào ở không thì đi kiếm đồ ăn, kiếm cá. Ừ. Khỏi mua. Mà Dương lao động về không có gửi tiền về cho anh hả? Không, mặn mẹ con nó xài chứ. Có cho đâu, mấy tháng nay nó có cho được đồng bạc nào đâu. Có điện hỏi thăm anh không? Không. Không luôn hả? Ừ. Bây giờ có nghĩa là Dương thì đi theo mẹ anh thì nuôi Trân với Lý. Dạ. Lao động ngày nào hay ngày đó nhưng mà chạy tiền cho con ăn học. Dạ. Ừ. Cũng thương ha. Thôi thì hôm nay em quay trở lại thăm gia đình của mình đó. Dạ. Thì chúc anh với lại luôn có một cái sức khỏe dồi dào. Tại vì cô bác của anh chị cũng muốn là cập nhật tình hình của anh hiện tại như thế nào. Dạ. Và hôm nay giờ này thì anh lao động ở đây rồi đâu có vô nhà được. Vô nhà thì dỡ lỡ cái công việc làm nữa. Dạ. Hôm nào đó thì em sẽ quay lại cái gia đình của anh ha. Dạ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở video clip sau ha.